Ngày 25 tháng 3 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Á Đông Villa long trọng tổ chức lễ công bố khách sạn Siêu Sen đạt chuẩn 5 sao. Khách sạn Siêu Sen chính thức nhận được quyết định đạt chuẩn 5 sao từ Tổng cục Du lịch Việt Nam vào ngày 17 tháng 12 năm 2021. Đây là khách sạn thứ 5 tại Hội An và là khách sạn đầu tiên do chính người con phố hội sở hữu đạt được chứng nhận này. Ông Trần Thái Do, Tổng Giám đốc công ty Á Đông Villa, chủ sở hữu khách sạn Siêu Sen cho biết, bên cạnh chất lượng dịch vụ đẳng cấp, khách sạn Siêu Sen xác định coi tiêu chí xanh là định hướng và chiến lược phát triển lâu dài. Do đó, việc nâng chuẩn dịch vụ gần đây của khách sạn Siêu Sen đã được ghi nhận trở thành khách sạn xanh chuẩn 5 sao, bổ sung vào danh sách các lựa chọn hiếm hoi của khách sạn xanh cao cấp tại Hội An. Tại Siêu Sen Resort, rất nhiều cảm xúc về lụa được tái hiện trong từng dịch vụ, góp phần truyền tải nét văn hóa tốt đẹp đến du khách khi ghé thăm Hội An, đồng thời là địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng giúp du khách có những trải nghiệm đáng nhớ. Ngoài dịch vụ lưu trú 5 sao, khách sạn Siêu Sen còn đem đến những trải nghiệm vừa cao cấp vừa mới lạ, như các món ăn dùng thảo mộc trong vườn, lựa chọn ăn sáng thư giãn tại vườn hữu cơ, và đặc biệt là chương trình ăn tối thưởng thức nhạc kịch, cabaret.